Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về những nhiệm vụ giải pháp lớn, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong tình hình hiện nay. Trong đó, Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước, có chương trình kế hoạch biện pháp cụ thể để đảm bảo đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng. Phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai dự án truyền tải 500 kV từ miền Trung ra miền Bắc. Phối hợp với Bộ Nội vụ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để khẩn trương hoàn thiện thủ tục điều chuyển trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia về Bộ Công Thương trong tháng 6 năm 2023. Nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư, huy động nguồn lực điện mặt trời áp mái phục vụ cho hoạt động dân sinh và các cơ quan công sở, cơ chế mua bán điện trực tiếp hoàn thành trong tháng 7 năm 2023. Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tập trung chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam giải quyết dứt điểm việc thiếu điện trong tháng 6 năm 2023, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong xử lý các vướng mắc phát sinh.